Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bao giờ ông Đinh La Thăng mới sáng mắt? Bài viết được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Chúng ta thường nghe ước muốn được làm người tự do của kẻ đang sống, chỉ ít nghe thấy ai mong ước bi đát là được làm ma tự do như cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Bày tỏ nguyện vọng trước tòa ngày 13 tháng 1 năm 2018, ông Đinh La Thăng đã nói rằng ông chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình và bạn bè. Đã có nhiều tờ báo nhà nước trích lời nói rằng, ông Thăng cũng mong muốn, nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải là ma tù. Có lẽ, phát biểu thể hiện sự bất lực này của ông Đinh La Thăng hôm 9 tháng 1 năm 2018, không chỉ liên quan đến việc ông Thăng đã khai báo trước tòa, chỉ định thầu, là chủ trương của Bộ Chính trị và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người chỉ đạo. Việc hàng loạt các báo của nhà nước đồng loạt giật tít như vậy, nhưng đến chiều hôm 10 tháng 1 năm 2018, thì tất cả các báo đều đồng loạt hạ các tít bài này xuống. Không chỉ thế, đêm 10 tháng riêng, luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, công khai về chi tiết này trên trang Facebook cá nhân. Chiều nay, tôi xin phép hội đồng xét xử hỏi giám định viên Bộ Tài chính đúng một câu, nhưng vị đại diện Viện Kiểm sát nháy giám định viên không trả lời câu hỏi. Tôi hỏi giám định viên cho hội đồng xét xử biết, ngoài bản giám định kết luận hậu quả thiệt hại 119 tỷ đồng là hậu quả được tính bằng lãi suất từ cơ hội đầu tư ra, thì giám định viên trong quá trình giám định của mình đã kết luận doanh nghiệp nào bị thiệt hại giống như phương pháp tính thiệt hại cơ hội đầu tư giống như của PVN chưa? Rất tiếc vị kiểm sát viên ngồi trước mặt nhắc giám định viên đã không trả lời tôi và giữ quyền im lặng. Cũng như việc Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội trong bản luận tội đã cố ý cho rằng các bị cáo phải có trách nhiệm trong việc để xảy ra chậm tiến độ của dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và làm đội vốn dự án. Theo luật sư Nguyễn Chiến, đại biểu Quốc hội khóa 14, nếu suy luận như trên, đối với nhiều dự án khác đang chậm tiến độ, đội vốn như dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội, thì liệu những người thực hiện có chịu kết cục thế này hay không? Là một trong những ví dụ về những bản án đã được định trước. Những điều kể trên là hệ quả của một nền tư pháp thiếu tính độc lập, chịu sự chi phối của nhà nước độc đảng. Hơn thế nữa, trong một xã hội mà nền tư pháp bị Kim Ngân phá luật lệ, khi chuyện thằng kia nó đúng, tức là nó đút tiền nhiều hơn mày là phổ biến, thì sự oan ức của Đinh La Thăng cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có trong các nền chính trị độc đoán mới có những chuyện bi hài như chúng ta thấy đang xảy ra ở Việt Nam trong những tháng gần đây. Nguyên nhân không có gì khác, trước hết là sự tê liệt của hệ thống kiểm soát và điều chỉnh quyền lực nhà nước ở mọi cấp độ. Cách đây chưa lâu, những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm không thể nghĩ rằng họ có một kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Trước khi chưa bị lộ, các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đồng chí Phan Văn Anh Vũ, thượng tá công an, được báo chí của bộ máy này tung hô không tiếc lời và những người này đã không ngừng thăng tiến lên những vị trí đầy quyền lực. Vậy mà đến hôm nay, những kẻ đó chỉ chớp mắt từ những người hùng hôm qua, nay đã trở thành những kẻ cắp với tội danh tham nhũng. Chỉ trong một vụ án, Trịnh Xuân Thanh đã nhận bản án chung thân, còn Đinh La Thăng nghị án 14 đến 15 năm tù, cho dù đã thành khẩn nhận tội. Riêng Nguyễn Xuân Anh và nhiều các đồng chí chưa bị lộ thì bây giờ chuyện cũng chưa hết. Chắc chắn đến nước này, khi Vũ Nhôm đã bị bắt thì chẳng còn gì để mất. Chắc chắn Vũ sẽ khai sạch đã chi cho những ai, chi bao nhiêu, chi như thế nào. Chắc chắn Phan Văn Anh Vũ có thừa bằng chứng tài liệu. Và không chỉ Nguyễn Xuân Anh thôi đâu, mà sẽ là hàng lô, hàng lốc những ông trời con ở Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng cũng sẽ rơi mặt nạ trong vụ việc này. Đó là hệ quả của vũng lầy chính trị ở Việt Nam, nơi mà hầu hết các quan chức ngày hôm nay vẫn cao giọng đạo đức để răn dạy công chúng. Nhưng thực chất là cả bọn họ cũng chẳng sạch sẽ gì hơn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Khi mà ở đó, ý chí của người đứng đầu bộ máy đảng đứng trên cả pháp luật. Một khi những người này họ muốn, thì tay chân của họ trong bộ máy nhà nước sẽ thực hiện bằng mọi giá. Việc giới chức Việt Nam, sau khi đề nghị chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức không được, đã bất chấp luật pháp cho lật tung nước Đức để bắt cóc bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước là một ví dụ. Xong, nó chưa bi hài bằng chuyện hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện bỏ vợ bỏ con về nước đầu thú, nhưng vẫn không được xem xét để giảm nhẹ tội, mà lại bị đề nghị tình tiết tăng nặng vì không thành khẩn khai báo.
Sau nữa, cũng bởi cái thứ pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng để cai trị ở Việt Nam. Khi mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 28 tháng 9 năm 2013 từng lớn tiếng khẳng định hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Nghĩa là ý Đảng là trên hết, Đảng đã muốn là Đảng phải được. Song nguy hiểm nhất là họ đã quên cái chất lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng chính trị duy nhất có vai trò lãnh đạo đất nước, được Tiến sĩ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng sản đã từng cảnh báo rằng các tổ chức của Đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải, cắt dây một cái là nó bung ra, mỗi củ khoai tây lăn một góc. Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u biếu ác tính, hay nói cách khác là những cục nghẽn mạch. Nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ. Và điều dự báo của ông Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng sản cách đây chưa lâu, hôm nay đã trở thành hiện thực. Nói thế để thấy, nếu như hệ thống kiểm soát và điều chỉnh quyền lực của nhà nước ở mọi cấp được quan trọng, Đảng Cộng sản và nhà nước biết tôn trọng luật pháp, vốn là nền tảng của việc cai trị, thì chắc chắn không có chuyện những cán bộ lãnh đạo mới hôm qua được tung hô như một anh hùng. Một điểm sáng hay một nhân tố mới thì chỉ qua một đêm đã bị sổ khám với tội danh ăn cắp. Một khi vấn đề đạo đức của xã hội không dựa trên một chuẩn mực cụ thể của luật pháp, mà tùy hứng dựa theo ý chí của lãnh đạo cao nhất, thì việc sáng đúng chiều sai và ngày mai lại đúng để phong anh hùng cho những tên kẻ cắp là điều dễ hiểu. Chuyện cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng được ca ngợi là tấm gương chống tham nhũng, người từng được Tổng Bí thư điều ra Trung ương chịu trách nhiệm về việc chống tham nhũng là một ví dụ. Khi những lùm xùm ở Đà Nẵng được bạch hóa, thì người ta mới biết bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là kẻ cầm đầu và tạo dựng ra cái đế chế tham nhũng tại thành phố lớn nhất miền Trung. Vậy mà trước đây ông Nguyễn Bá Thanh từng lớn tiếng sao giảng về chuyện chống tham nhũng, thậm chí là chuyện đạo đức. Ông Đinh La Thăng và đồng bọn có tội là chuyện không phải bàn cãi, nhưng các tội danh bị truy tố phải được xem xét đầy đủ trên cơ sở của luật pháp, chứ không thể xét xử theo lối những bản án đã được định sẵn theo chỉ đạo như chúng ta đang thấy. Điều đáng ngạc nhiên là dẫu như vậy, song ông Đinh La Thăng vẫn nói với luật sư của mình là vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, sự công tâm xem xét của cơ quan điều tra, viện kiểm sát luận tội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết ông Nguyễn Phú Trọng và cơ hội cuối cùng. Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Oanh được đăng trên trang Facebook cá nhân. Có lẽ trong các đời Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng là người vừa may lại vừa xui nhiều nhất. May là vì vào thời buổi nhân tài như lá mùa thu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã ngoạn mục vượt qua mọi đối thủ bằng khả năng lý luận của người miền Bắc để nắm giữ vững vàng vị trí quyền lực cao nhất của Đảng. Sau sự ra đi chính thức của đồng chí X vào tháng 4 năm 2016, nhiều người cũng đã nhận ra ông Trọng không hề lú như thiên hạ vẫn nhạo. Thế nhưng, ông lại cũng là người suy xẻo nhất vì phải lãnh đủ hậu quả của sự sụp đổ uy tín nghiêm trọng chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, dưới khẩu hiệu giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm giữ được vai trò lãnh đạo độc tôn ở Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 càng làm cho Đảng ngất ngây trong hào quang của bên thắng cuộc, mà không biết rằng chính khi bước vào thời bình thì những thách thức nặng nề nhất mới bắt đầu. Điều hành và xây dựng để một đất nước phát triển văn minh không hề giống như tham gia một cuộc chiến. Càng ngày, sự lúng túng, yếu kém và thậm chí sút nát duy ý chí của bộ máy lãnh đạo chính quyền càng bộc lộ rõ nét. Thói kiêu căng tự mãn cũng làm mờ mắt Đảng suốt một thời gian dài, để rồi, trong khi cứ mãi mê gặm nhấm vinh quang từ quá khứ, thì đất nước đã tụt hậu so với người ta hàng thế kỷ. Bên cạnh đó, tham nhũng không còn là tình trạng tồn tại ở vài cá nhân, vài bộ phận, như lời trấn an quá nhảm của một số lãnh đạo cao cấp nữa, mà đã thật sự ổn định thành quốc nạn. Còn gì để tự hào khi ngay cả về mặt này, Việt Nam cũng được đứng ở vị trí số 113 trên 176 quốc gia trong bảng chỉ số xếp hạng tham nhũng toàn cầu của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Cũng chưa có thời kỳ nào mà những khái niệm mới như tư bản đỏ, lợi ích nhóm lại được biết và nhắc đến nhiều như thời nay. Ông Trọng đã bước lên đỉnh cao quyền lực trong một giai đoạn hỗn mang như thế, giai đoạn mà những căn bệnh mãn tính kinh niên đã tàn phá tận cùng cơ thể đất nước, lòng dân hoang mang, niềm tin cạn kiệt. Ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có sự phân hóa và tự diễn biến về tư tưởng của các đảng viên. Chưa có khi nào mà người lãnh đạo cao nhất của Đảng lại phải công khai kêu gọi ngăn ngừa tình trạng chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị nghiêm trọng vừa qua. Có lẽ hơn ai hết, với cương vị là Tổng Bí thư, ông Trọng là người cảm nhận rõ nhất
những nguy cơ đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Còn Đảng, còn mình luôn là niềm tin bất biến mà Đảng đã gieo vào ý thức của các đảng viên. Nhưng làm sao Đảng có thể vững mạnh trường tồn cùng dân tộc như mong muốn của ông Tổng Bí Thư khi độc quyền nắm giữ vị trí lãnh đạo đất nước mà lại để đàn sâu tham nhũng lục khoét đến kiệt quệ sức dân và rỗng ruột cả tài nguyên quốc gia. Nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu chắc chắn luôn là bài học nằm lòng, không bao giờ được quên đối với những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Bởi thế ông Trọng cần ra tay, nhưng những cú ra đòn của ông bây giờ liệu còn kịp để dẫn đến một màn knock out hiệu quả nhằm khôi phục uy tín cho Đảng? Thách thức to lớn nhất là làm sao để chứng minh rằng ông đang thật sự tuyên chiến với tham nhũng, và đây là cuộc chiến vì sự sống còn của đất nước chứ không phải là cuộc đấu đá thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng. Và một khi đã đặt mồi lửa vào dưới đống củi, ông có dám đốt hết cả đám củi mục hay không? Hay lại chỉ đốt được vài thanh củi cho thấy có khói? Nếu để ý sẽ thấy rằng tất cả các vụ việc xử lý hình sự cán bộ trong bộ máy Đảng và chính quyền hiện nay, kể cả cỡ ông Đinh La Thăng trở xuống, đều chỉ xuất phát từ lý do kinh tế. Điều này gây ra hai hệ lụy khá tiêu cực. Một, sự hoang mang và bất mãn ngấm ngầm trong đội ngũ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhà nước, ngay cả khi chính bản thân những người này còn cảm thấy họ không được bảo vệ bằng một thể chế pháp luật văn minh, tiến bộ, và sự phán xét giữa công hay tội chỉ là một làn ranh mỏng manh tùy thuộc vào thời thế, thì việc làm xét trong các doanh nghiệp nhà nước ngày nay quả thật là nguy hiểm như đi trên mây. Nhớ một thời, dầu khí từng được xem là một trong những ngành trọng điểm hàng đầu và là con cưng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ vào năm 1986, bình quân mỗi năm thu từ dầu thô luôn chiếm trên 20% ngân sách. Từ khoảng thời gian 2009 đến 2013, khi Petro Việt Nam có nhà máy lọc dầu, dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi giá dầu thế giới bắt đầu sụt giảm, nhưng thu từ dầu thô vẫn chiếm 13,6% trên tổng thu ngân sách hàng năm. Trong khi đó, thu từ tất cả các doanh nghiệp nhà nước, không kể dầu khí, chỉ chiếm khoảng 15-16% ngân sách. Cho đến khi giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc không phanh và chẳng còn hy vọng trở lại thời huy hoàng như ngày xưa, thì con cưng giờ đây bỗng trở thành con ghẻ. Một loạt lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức là Petro Việt Nam, lần lượt bị sờ gáy. Các vấn đề làm ăn thua lỗ ở Petro Việt Nam cũng là khúc xạo đầu khơi mào cho câu chuyện từ Trịnh Xuân Thanh đến Đinh La Thăng, từ anh hùng trở thành tội đồ chỉ trong nháy mắt. Dầu khí bỗng trở thành ngành mang nhiều tai tiếng và ẩn giấu những nguy cơ quá nhanh, quá nguy hiểm. Tâm lý chán nản, lo âu từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành dầu khí ngày nay cũng là tâm trạng chung của nhiều lãnh đạo các ngành kinh tế trọng điểm khác, bởi họ không biết ngày mai khi nào đến lượt mình bị phán xét. Càng là doanh nghiệp chủ chốt thì mối lo lại càng tăng. Thứ hai, giảm sút lòng tin trong dân vào công cuộc chống tham nhũng. Người dân đang trông mong nhìn thấy các vụ xử lý tham nhũng thật sự ở cấp cao hơn và trong nhiều lĩnh vực rộng hơn, với những động thái quyết liệt đủ để chứng minh rằng công cuộc chống tham nhũng đang được tiến hành triệt để, không có vùng cấm. Đúng như tinh thần củi tươi và lò cũng phải cháy mà ông Trọng đã tuyên bố, lý do làm ăn gây thất thoát hay thua lỗ trong một vụ đại án chỉ tập trung ở Petro Việt Nam, chưa đủ để thuyết phục dân tin và quyết tâm làm trong sạch đảng của Tổng Bí Thư. Ông Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị truy tố và đưa ra tòa khi còn đương chức. Tuy nhiên, sự hả hê của một bộ phận dân chúng đối với ông Đinh La Thăng vẫn là sự hả hê thường thấy dành cho quan chức ngã ngựa. Theo tâm lý kiểu của lãnh đạo lâm nạn thì dân thích, chứ chưa phải là niềm vui được chứng kiến một con sâu béo bị vạch trần vì tham nhũng. Mặt khác, do chỉ đánh được ông Đinh La Thăng về những sai phạm trong quản lý kinh tế, nên việc hạ bệ ông Thăng kèm theo cuộc truy đuổi đắt giá nhân vật Trịnh Xuân Thanh trước đó làm cho dư luận vẫn còn lý do để nghi ngờ về động cơ của vụ đốt củi này. Ông Trọng không còn nhiều thời gian, chắc chắn ông không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Và vì thế, điều gấp rút nhất lúc này với ông là phải thực thi thành công kế hoạch đốt lò để có thể để lại một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng có lẽ chỉ mình ông mới biết chính xác rằng ông muốn đốt gì vào lúc này. Sẽ là một thất bại đầu tiên cho ông Trọng nếu phiên tòa xử Đinh La Thăng và đồng bọn dầu khí đang diễn ra không đủ nội công để làm cho toàn quân và toàn dân quan tâm đến vụ án và tán thành bản luận tội những bị cáo này. Không phải vậy nghĩa là người ta ủng hộ ông Thăng, mà như thế có thể hiểu rằng dân chỉ thể hiện sự thờ ơ như đang xem một vở kịch biết trước hồi kết.
Tôi rất muốn tin ông Nguyễn Phú Trọng thật lòng đang nỗ lực muốn làm trong sạch bộ máy, diệt trừ tham nhũng, nhằm cứu vãn uy tín và tiếp tục củng cố quyền lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông đang gặp phải chính mâu thuẫn giữa việc muốn bảo vệ chế độ độc đảng cai trị và yêu cầu minh bạch hóa để chống tham nhũng. Một chỉ dấu bắt buộc phải có ở các quốc gia tiến bộ theo thể chế dân chủ, đa nguyên và tam quyền phân lập. Các thế lực lợi ích nhóm với những quyền lợi cách xù đang cắm rễ trong bộ máy nhà nước hiện nay mới chính là các đồng chí đang gây cản trở lớn nhất cho những nỗ lực của ông Trọng, chứ không phải là bọn phản động hay các nhóm xã hội dân sự nào khác. Đã có những người viết bài ca tụng ông Trọng như là một nhân vật thế thiên hành đạo. Hãy chờ xem, với cơ hội cuối cùng hiện nay, ông Trọng sẽ đi vào lịch sử như một nhà lãnh đạo đủ tầm để có thể thay trời đổi vận cho đất nước, hay chỉ là một tổng bí thư với một nhiệm kỳ nhiều tai tiếng nhất về những cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.